Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Nhật Bản Giang. Thì các bạn, đối với những cái lốc khi mà gã ra làm máy này, các bạn thấy không? Nó cực kỳ là đen luôn. Các bạn thấy nó đen không? Đó, nó đen. Nó đen như vậy nè nha. Đó, mà trong khi á, các bạn rửa xăng thì không thể nào mà nó trắng sạch giống như gan như là nhôm mới là các bạn. Đó, mà nếu các bạn rửa xăng thì cũng rất nhiều xăng, rất là nhiều xăng luôn, nhưng mà nó không thể nào mà trở về cho cái màu nhôm nó trắng được các bạn. Đó thì mình cần phải dùng một cái dung dịch để mà tẩy rửa ha. Đó thì cái dung dịch này nè, thì các bạn nào muốn mua đó thì mình để số điện thoại dưới phần mô tả đó ha. Các bạn bấm vào phần mô tả thì các bạn liên hệ với shop để mua. Thì cái dung dịch này rửa cực kỳ là trắng luôn và không đóng hại nhôm và mặt đạn luôn các bạn. Đó thì các bạn thấy không, sau khi mình sạch sạch gì nè, đó mình sạch sạch gì nè, đều ở trên hai bề mặt ha. Các bạn ngâm cho nó một tí, tức là để cho nó một tí cho nó thấm các bạn. Đó, nó thấm. Nó thấm thì mình sẽ dùng cây cọ nè, các bạn thấy không, mình dùng cây cọ nè, mình sẽ quét quét như vậy nè, thì các bạn thấy nó ra nhớt không? Đó, nó ra trắng hết trơn nè. Sau khi mà nó ra hết trơn xong, cái mình lấy nước các bạn mình xịt lại, và các bạn thấy cái lốc nó giống như gan như màu green mới. Mình làm như vậy nè, thì khi các bạn làm máy, các bạn đổ nhớt vô, nhớt nó không có dơ được cái lốc của người ta ha, nó không nhớt nó không có màu dơ các bạn. Đó, nếu các bạn rửa không sạch lốc mà các bạn đổ nhớt mới vô cực kỳ màu dơ luôn. Thì sản phẩm nó cực kỳ ok luôn ha các bạn, thấy không? Các bạn thấy mình quét ra này, một lát nữa mình xịt nước cho bạn xem ha. Thì các bạn mấy cái lốc này nè ha, thì cực kỳ vô kỳ lên, nó cực kỳ là đen luôn các bạn. Đó, sau khi là mình dùng cái dung dịch này, mình tẩy rửa xong ha, một lát nữa mình xịt nước rồi cho các bạn xem là nó sẽ trắng như thế nào luôn ha. Thì các bạn sau khi mà mình tẩy nè, thì các bạn thấy không, nó sẽ trắng bóc rồi liền nè. Nó nếu các bạn rửa xăng thì không thể nào mà trắng được như vậy ha. Đó các bạn thấy không, đây là mình tẩy nè, những cái chỗ chút chút này thì nó vẫn còn đen nè, không sao hết trơn. Đó, nếu các bạn kỹ thì mấy cái chỗ này là mình tẩy thêm chút xíu nữa nè bạn, không mình xịt nữa nước sạch cho nè, thì còn mấy chút chút này nè thì các bạn nữa tẩy sao lại, thấy không, cái chỗ nào sót thì mình tẩy. Các bạn thấy không, nếu mà bạn rửa xăng thì không thể nào mà sạch được cái lốc mà nó đen đến mức độ mà nó cháy nhớt luôn các bạn. Đó thì sản phẩm này á, mình để số điện thoại dưới phần mô tả, nếu các bạn yêu thích thì lấy số điện thoại liên hệ với shop để mà mua ha. Rồi mình là Nhật Bản Giang, video mình đã kết thúc, các bạn xem video mình ok thì nhớ một like đăng ký ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn.